Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm mầm Vlog sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới. Đó là hạt giống hoa hồng thân gỗ. Đây, trên tay tôi là một gói như thế này. Thì cái hạt giống hoa hồng thân gỗ này này, thì mỗi một gói này của nó sẽ là được 10 hạt nha các bạn nhé. Đó, để ươm hoa hồng thân gỗ này thì các bạn cần có cái gì? Đó là một gói hạt giống hoa hồng thân gỗ, một bát nước. Bát nước này các bạn pha với nước như các bạn tắm hàng ngày, đó là nước ươm mầm nhé. Đó, sau đó là viên nén. Các bạn nhìn này, tôi sẽ cắt cái hạt giống cho các bạn xem nhé. Mỗi một cái gói này thì nó sẽ là 10 hạt. Vậy thì các bạn lấy ra bao nhiêu cũng được, tùy các bạn. Các bạn có thể lấy ra vài hạt. Như ở đây thì tôi sẽ ngâm 3 hạt nhé. Đó, các bạn ngâm 3 hạt vào đây. Những cái hạt nào mà chìm như thế này là hạt đạt tiêu chuẩn. Và những cái hạt nào mà nó nổi lên bên bề mặt trên nước ấy, thì là những hạt hỏng. Vậy thì cái hoa hồng thân gỗ này các bạn sẽ ngâm trong vòng 2 ngày cho tôi nhé. Ngâm trong vòng 2 ngày. Và trong quá trình ngâm này này, các bạn có thể pha thêm cái dung dịch thuốc diệt nấm cho hạt. Và cái thuốc diệt nấm hoặc là cái phân bón rễ L3M, hoặc là cái thuốc kích thích tăng trưởng Atolix trong cái quá trình ngâm này. Thế sau khi mà các bạn ngâm được 2 ngày rồi, các bạn sẽ ngâm cái viên nén này ra. Đây, đây là viên nén các bạn nhé. Tôi sẽ thả vào nước này. Thả từ 3 đến 5 phút thì cái viên nén này nó sẽ lở ra. Và các bạn sẽ lấy cái hạt giống này các bạn ngâm ở đây. Và các bạn cho vào lỗ. Đây, các bạn nhìn này, cho vào lỗ. Mỗi một viên nén là một hạt hoặc hai hạt tùy các bạn. Ở đây thì tôi chỉ cho vào một hạt tổng vợ. Đó. Thường thường thì chúng ta sẽ ngâm một hạt một. Đó. Rồi, ok. Sau khi các bạn đã cho cái hạt hoa hồng thân gỗ này vào cái viên nén đã được ngâm như thế này rồi, thì các bạn sẽ để cái viên nén này trong chỗ mát nhé. Tốt nhất là các bạn lên làm một cái khay, một là nhựa hay là bằng inox gì đó. Chúng ta sẽ đựng cái viên nén này vào cái khay. Khi mà chúng ta mà tưới nước ấy thì nó sẽ theo một dàn như thế này. Chúng ta tưới đặc biệt này, các bạn nên nhớ này, đặc biệt cái viên nén ươm mầm này, nó sẽ là các bạn tưới, các bạn sẽ tưới từ dưới nhá. Tức là khi mà để một cái khay như thế này thì các bạn sẽ té nước từ dưới này, cứ té hạt thế này, chúng ta sẽ không xịt ở bên trên nhá. Bởi vì cái viên nén này này nó sẽ rất dốc nước, cho nên là các bạn tưới xịt ở bên dưới này thì nó cũng vẫn giữ được cái độ ẩm, vẫn hút được bên trên. Đó. Vậy thì để trong chỗ mát như thế thì hàng ngày các bạn tưới phun sương hoặc là tưới theo cái hình thức mà chúng ta sẽ đổ nước ở bên dưới này lên, thì cái viên nén này nó sẽ hút nước ở bên trên. Khoảng 1 đến 2 tháng sau thì cái hoa hồng thân gỗ này sẽ nảy mầm nhé các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là hàng ngày chúng ta sẽ tưới ẩm cho cái viên nén nảy mầm này. Đó. Và khi cây con nó lên được, khi mà cái cây hoa hồng thân gỗ này nó đã lên được khoảng tầm 15cm thì các bạn sẽ cho ra một cái chậu to, hoặc là chúng ta sẽ cho luôn ra vườn. Khi hoa hồng thân gỗ các bạn đã đưa ra ngoài ánh sáng, khi đã cao được 15cm rồi thì các bạn đưa ra ngoài ánh sáng, thì cái cây hoa hồng thân gỗ này nó rất là ưa ánh sáng. Mỗi một ngày thì các bạn để ngoài sáng khoảng tầm 5-6 tiếng để cho hoa có cái khí hậu phát triển tốt nhất. Khi các bạn đã đưa ra ngoài ánh sáng như vậy rồi thì cây này sẽ ra hoa khoảng tầm từ 1 đến 2 năm sau mới ra hoa các bạn nhé. Và trong quá trình cây lớn lên thì các bạn nên cắt tỉa cành. Cắt tỉa cành những cái cành mà râu ria sum xê này, hay là những cái cành mà nó còi cọc. Chia sẻ cho các bạn về cái hạt giống hoa hồng thân gỗ là như vậy. Vậy thì ai có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với shop chúng tôi theo số điện thoại là 0978 426 812. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video và những sản phẩm mới tiếp của chúng tôi.